Ông tránh xa tôi ra, kiểu hàng xóm người ta nhìn thấy người ta dị nghị chết. Thì cái bác bạn, bạn của mẹ ấy, con cảm giác bác ấy là người không đàng hoàng ấy. Dù thế nào chăng nữa thì mẹ cũng phải cẩn thận đấy nhá. Bác sĩ kết luận tôi bị ung thư đại tràng. Tiền phẫu thuật có nhiều không hả ông? Nhiều, những 200 triệu. Có một ít tiền tiết kiệm tôi lấy ra để gửi ông chữa bệnh nhá. Việc cháu nhờ cậu thế nào rồi? Cháu yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Và bà ta rất tin tưởng cậu. Hai người có định lừa tôi đến bao giờ nữa hả? Bà ơi, bà ơi, đợi tôi với. Sao ông cứ đi theo tôi thế? Tôi muốn đi bên bà, hay bà để tôi xách làn cho. Tôi có ốm đau gì đâu mà phải xách làn. Bà biết tôi thương bà mà. Tôi chẳng hiểu ông nói gì cả. Nếu ông thương tôi thì ông tránh xa tôi ra, kẻo hàng xóm người ta nhìn thấy người ta dị nghị chết. Bà ơi, mẹ đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế ạ? Là mẹ rất cơ mình. Mẹ có nghĩ gì đâu, mẹ đang xem tivi mà. Con biết hết cả rồi, mẹ không phải giấu con đâu. Biết cái gì cơ? Thì cái bác mà hay đi chợ với mẹ, mấy hôm nay chẳng thấy bác ấy đâu cả. Đâu, mẹ toàn đi chợ có một mình thôi. Chắc còn nhìn nhầm ai ấy. Nhầm là nhầm thế nào ạ? Ngày nào bác ấy chẳng đứng ở trước cửa nhà mình. Mà con nói thật nhá, trông bác đấy phong độ phết mẹ ạ. Con nói nhỏ thôi, mẹ với ông ấy chỉ là bạn thôi, cứ nghĩ ngợi lung tung. Có cái gì đâu mà phải ngại ạ? Con thấy hai người cũng đẹp đôi mà. Đẹp đôi cái gì, già cả rồi. Nhỡ may hàng xóm người ta biết, người ta cười cho chết. Chẳng sao cả, quan trọng là mình thích và mình thấy vui là được. Mà con thấy bác ấy cũng thương mẹ mà. Mẹ cũng thấy thế. Nhưng mà bây giờ còn thằng Đức với là con Yến. Nếu mà nó biết mẹ mà đi bước nữa, mẹ sợ chúng nó. Mẹ, chuyện đấy mẹ không phải lo đâu ạ. Bọn con lúc nào cũng chỉ mong mẹ sống vui, sống khỏe. Nếu như bác ấy có thể chăm sóc và yêu thương mẹ thì bọn con cũng ủng hộ mà. Ông ý á, đến bản thân ông ấy còn chả chăm sóc xong nữa là mẹ. Mấy hôm nay tự nhiên mất hút luôn, chả biết là bị cảm hay là phải gió gì cả, cũng thấy sốt ruột. Mẹ, nếu như mà mẹ đang lo lắng cho bác ý thì mẹ nhắn tin cho bác ý đi, biết đâu bác ấy cảm động, bác ấy lại cầu hôn mẹ luôn ý. Cái con bé này vớ vẩn, ăn nói lung ta lung tinh. Cháu mời bác ạ. À, bác xin. Chả mấy khi nhà mình có việc vui thế này. Chồng ơi, lấy rượu ra uống đi. Hôm nay á, vợ cho chồng uống thoải mái luôn. Vợ anh nói chưa có chuẩn. À, bác Đặng, bác cháu mình làm vài chén nhá. Ở nhà cháu cũng ham nhậu lắm, nhưng mà bị vợ quản chặt, mấy khi được thoải mái đâu. Cái gì nó nói đúng. Đàn ông ấy là phải biết nhậu, nhưng mà nếu mà quá ấy là không tốt đâu. Dạ vâng, cháu nói vậy thôi, chứ cháu uống cũng phải có điểm dừng mà bác. Mà bác nói chuyện y hệt mẹ cháu, thảo nào hai người làm bạn được với nhau. À, bác Đặng, nhà bác ở đâu đấy ạ? Nhà bác ở quê, cách đây mấy trăm cây số ấy. Nhưng bác trò bên cạnh ấy, cách đây mấy ngõ, nên bác mới quen được mẹ cháu. Thế ạ? Quê bác ở đâu ạ? Ở Hà Giang, cùng quê với chị đấy. Ôi, thật thế ạ?
Có khi còn có họ với nhau ấy nhở? À, không có gì. Thế em nói cũng có lý. Hay là bác cháu mình thử cắt máu nhận người thân nhỉ? Dì ơi rồi. Bác. Ừ. Bác uống tốt thôi đấy. Bác cháu mình làm thêm tí nữa. Rồi thôi đi. Chuyện nhỏ như con thỏ. Mày cứ mang 4 chai nữa ra đây là bạn quất tất. Thôi, ông ơi, tôi thấy ông say quá rồi đấy. Say đâu mà say. Bà xê ra. Để tôi uống. Bác làm gì đấy ạ? Thôi, thôi con ạ, ông ấy say quá rồi. Nhưng mà... Thôi. Uống bác. Mẹ ơi. Gì con? Con thấy bác ấy cứ thế nào ấy ạ? Ai hả con? Thì cái bác bạn, bạn của mẹ ấy. Con cảm giác bác ấy là người không đàng hoàng ấy. Ông ấy cũng có ý tốt mà con. Mà sao con cứ nghĩ xấu về người khác thế? Thì con thấy như thế mà. Mà hôm trước bác ấy còn chả đẩy mẹ tí ngã còn gì nữa. Chấp gì cái người say hả con? Bình thường bác ấy cũng hiền lành mà. Thôi con đừng đa nghi quá nhá. Mẹ này, thật ra là con cũng chỉ muốn tốt cho mẹ thôi. Dù thế nào đi chăng nữa thì mẹ cũng phải cẩn thận đấy nhá. Ừ, mẹ biết rồi. Con cứ yên tâm. Thế ông hôm nay không đi làm mà sang thăm tôi thế này? Tôi hôm nay ốm, tôi xin nghỉ mấy hôm. Khổ, già rồi. Ông đừng có tham công tiếc việc nữa. Mà tôi thấy cái nghề phú hộ của ông á, vất vả lắm đấy. Ông uống nước đi. Tôi cũng biết thế, nhưng muốn kiếm thêm ít tiền để gửi về cho con cho cháu. Ai dè. Có chuyện gì thế hả ông? Có lẽ tôi sang thăm vợ lần này là lần cuối. Mấy hôm nữa tôi thủ xếp về quê, tôi không lên trên nữa. Thế còn tôi, ý tôi là ông bảo là ông còn ở trên Hà Nội đến mấy năm nữa cơ mà. Tôi cũng không giấu bà nữa. Sáng nay tôi đi khám bác sĩ, bác sĩ kết luận tôi bị ung thư đại tràng. Trời. Thế có cách nào để chữa được không hả ông? Có. Họ bảo phải phẫu thuật thì may ra mới có cơ hội để sống. Nhưng bà thì xem như cái nghề của tôi lấy đâu ra tiền. Thôi cứ kệ nó, sống chết nó có số rồi. Ông đừng có nghĩ như thế, rồi sẽ tìm được ra cách mà ông. Không đâu bà. Cái lũ con của tôi ở quê, chúng nó còn nghèo hơn tôi. Nó ăn còn chưa đủ thì làm sao mà lo cho tôi có tiền để chữa bệnh được chứ. Mà nó có lo được ấy, thì tôi cũng không muốn. Mình già rồi, mà chết tôi không sao. Không muốn làm phiền cho con. Ông à, ông đừng có nghĩ như vậy. Tuổi bọn mình á, phải sống 15 năm, 20 năm nữa chứ. Mà tiền phẫu thuật có nhiều không hả ông? Nhiều. Những 200 triệu. Nhưng bà xem, cái mạng của tôi có bán đi cũng không được 10 triệu. Ông à, tôi thì cũng chẳng giàu gì, nhưng mà có một ít tiền tiết kiệm tôi lấy ra để gửi ông chữa bệnh nhá. Không không, tôi làm sao dám lấy tiền của bà. Tôi thì còn có hai đứa con,
các con sẽ lo được cho tôi. Chứ ông thì tôi thương ông lắm. Tôi biết, nhưng tôi không thể nhận tiền của bà được. Tôi thà chết. Tôi xin ông, ông phải sống. Chứ ông mà chết thì tôi biết phải làm thế nào. Con xin lỗi vì đã nghe lén câu chuyện ạ. Bác Đạm ạ, mẹ con đã có ý muốn giúp bác thì bác cứ nhận đi ạ. Bọn con tự lo được mà. Nhưng Ông đừng khách sáo quá như vậy. Quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe, tiền nong để sau đi. Bây giờ ông với tôi cũng như người trong nhà, giúp đỡ ông là chuyện bình thường mà. Mẹ con đã nói như vậy thì bác nhận cho mẹ con vui ạ. Vâng, tôi cảm ơn bà nhé. Vậy thì tốt rồi ạ. Hôm nay bác Đạm ở đây ăn cơm với gia đình cháu nhé. Cháu còn nấu nhiều món bác thích đấy ạ. Chị với ông ta thân thiết quá nhỉ. Còn biết cả món của ông ta thích nữa. Bác Đạm hay sang đây chơi nên chị biết cũng là chuyện bình thường mà. Chứ không phải vì ông ta là cậu của cô à? Anh nói cái gì đấy? Hai đứa nói cái gì thế hả con? Đây, mẹ xem đi. Việc cháu nhờ cậu thế nào rồi? Cháu yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Và bà ta rất tin tưởng cậu. Tốt. Nhưng mà cậu có thấy nó ác ác như nào? Ác nhưng mà có tiền thì vẫn làm đúng không? À thì... Cậu không phải lo, cháu đã chuẩn bị hết cả rồi. Từ hồ sơ bệnh án cho đến giấy ra vào viện, tất cả đã xong. Nếu ai hỏi thì cậu cứ đưa ra. Cậu biết. Và quan trọng ấy là sau này cậu phải tìm đủ mọi cách để đưa bà ta về quê. Có thể là lý do là không khí ô nhiễm quá chẳng hạn. Cháu chán cái cảnh làm dâu bà ta lắm rồi, không muốn nhìn thấy mặt bà ta thêm một ngày nào nữa. Cậu đánh cũng được, chửi cũng được, miễn là bà ta không bao giờ quay lại thành phố được nữa. Cậu biết, cháu cứ yên tâm. Thôi, cậu đi đây. Bà nghe tôi giải thích đã. Thôi đi, hai người có định lừa tôi đến bao giờ nữa hả? Anh về tin em, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Em với cậu chỉ nói đùa thôi, tất cả chỉ là nói đùa thôi. Đùa? Cô nghĩ mẹ tôi là trò đùa? Không, chị không có ý đấy. Cầm mồm, đủ rắn độc. Bà phải tin tôi. Tôi thương bà thật mà. Ông còn định lừa mẹ tôi bao giờ nữa hả? Ông làm bà ấy bị tổn thương như thế chưa đủ à? Với loại người như thế này thì em không cần phải nói nhiều làm gì cả. Cứ đuổi đi là xong. Nhà tôi ấy không phải là nơi để chứa phế thải. Hai người đi cho. Anh Phúc, em là vợ anh mà. Tình gì còn nghĩa, anh có thể tha cho em lần này được không? Cô đối xử với mẹ tôi như vậy mà còn dám nói hai chữ tình nghĩa, cô thấy nhục không? Tôi nói rồi đấy, cút, tôi không muốn gặp cô nữa. Mẹ ơi, cút. Mẹ, không sao đâu, mọi chuyện kết thúc rồi mẹ. Đúng rồi mẹ, mẹ yên tâm, bọn con sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cho mẹ. Mẹ có lỗi với các con.